Chúng ta sẽ cùng tiếp tục bản tin ngày hôm nay với những thông tin đến từ giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup. Thưa quý vị khán giả, trải qua 3 kỳ tham dự giải đấu này trước đây thì đội đua Hà Nội chủ yếu chỉ mang quân đi để cọ sát. Tuy nhiên năm nay mọi chuyện có thể sẽ khác khi đội đua này mới có thêm được sự bổ sung của hai loại binh vô cùng chất lượng. Đó là Ali Khademi và Misamat, hai ngoại binh người Iran chuyển sang từ đội tập đoàn Lộc Trời. Misamat đã chứng tỏ khả năng leo đèo ấn tượng của mình với danh hiệu áo đỏ tại cúp truyền hình 2019. Còn Ali Khademi mới năm ngoái đã giành vị trí á quân của VTV Cup. Mục tiêu lớn nhất của tôi tại VTV Cup năm nay là giành chiếc áo vàng. Năm ngoái tôi chỉ về đích thứ hai mà thôi. Với sự bổ sung chất lượng từ hai ngoại binh cộng thêm với dàn vận động viên trẻ đã được tôi luyện 3 năm tại VTV Cup như Ngô Văn Phương, Văn Dương, Lường Văn Sinh, Nguyễn Doãn Đức và Ngô Hồng Quân, giúp đội đang rất tự tin chinh phục những mục tiêu tại giải năm nay. Về Hà Nội thì em sẽ thúc đẩy các anh em mà sẽ cố gắng tấn công cùng những đội mạnh trong nước mình dựa vào đó thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để có thể đạt được thành tích cao. Tại VTV Cup 2019, Ngô Văn Phương sẽ là đội trưởng của đội xe đạp Hà Nội. 2017, Văn Phương từng giành danh hiệu áo trắng tại VTV Cup. Năm nay, tay đua trẻ này vẫn giữ nguyên mục tiêu để phấn đấu. Giải VTV Cup tới thì em sẽ quyết tâm và sẽ cố gắng sẽ lấy chiếc áo trắng. Hiện tại đội hình của xe đạp Hà Nội đang chia nửa. 4 vận động viên đang tập cùng đội tập đoàn Lộc Trời ở Đà Nẵng. 3 vận động viên trẻ thì đang tập cùng huấn luyện viên Trần Trung Hoàn ở Hà Nội. Ngày 30 tháng 8, họ sẽ hội quân tại thủ đô để sẵn sàng chinh phục VTV Cup 2019.